Chiều 27 tháng 6, Ban chỉ đạo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016 tại cụm thi số 34 do Trường Đại học Hồng Đức chủ trì. Theo báo cáo, cụm thi số 34 có tổng số 20.278 thí sinh đăng ký dự thi và thi tại 28 điểm thi với khoảng 3.346 lượt phòng thi. Đến thời điểm này, các điều kiện chuẩn bị cho kỳ thi như nhân lực, phục vụ phòng thi, kỳ thi, phương án đảm bảo an ninh trật tự, in sao đề thi, tiếp sức mùa thi đã được hội đồng thi phối hợp với đơn vị liên quan triển khai thực hiện và cơ bản hoàn tất những khâu cuối cùng, sẵn sàng cho kỳ thi diễn ra đúng quy định. Chiều 27 tháng 6, ông Đỗ Văn Tám, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hai mẹ con đi làm đồng bị sét đánh trúng, khiến một người tử vong, một người bị thương. Theo đó, buổi sáng bà Nhợn, 71 tuổi cùng con dâu đang cấy ở ngoài đồng bái chùa 2, thôn Đồng Thành, xã Cầu Lộc bất ngờ trời đổ mưa dông kèm sấm chớp dữ dội, hai mẹ con bà Nhợn vội đi tìm nơi trú mưa. Khi đang đi thì bị sét đánh trúng khiến bà Nhợn tử vong trên đường đi cấp cứu và con dâu bà bị thương ở tay. Xuất phát từ ý tưởng của Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa, quy hoạch xây dựng tuyến xe buýt nhanh nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đồng thời ngăn chặn tình trạng xe dù hoạt động trên các tuyến đường, công ty cổ phần cơ khí ô tô 19 tháng 5 đã đầu tư 10 xe buýt nhanh tuyến thành phố Thanh Hóa - Cảng Nghi Sơn phục vụ nhân dân. Với xe buýt nhanh, hành khách được ngồi thoải mái trên phương tiện mới, trang bị điều hòa, giá vé hợp lý. Tuyến xe buýt nhanh này sẽ hạn chế dừng đỗ trên tuyến, giờ cao điểm buổi sáng và chiều cứ 10 phút trên một chuyến, hành trình xe giảm khoảng 30 đến 35 phút so với xe buýt thường. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Ban Nữ công Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa tổ chức khám, cấp phát thuốc và trao tặng xe lăn cho trẻ em bị bại não ở huyện Yên Định. 15 trẻ mắc bệnh bại não đã được Quỹ Kết nối Yêu Thương, Ban Nữ công Bệnh viện Nhi Thanh Hóa trao tặng 15 chiếc xe lăn, giúp các em thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Ngay sau buổi lễ, 31 trẻ em bị bại não đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tận tình khám, tư vấn, tặng quà và cấp phát thuốc miễn phí. Chiều ngày 26 tháng 6, lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa cho biết, hai gia đình bị trao nhầm con cách đây 4 năm đã nhận lại con ruột của mình, các cháu đã ổn định về mặt tâm lý. Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa đã xin lỗi hai gia đình, đồng thời thống nhất để bồi thường những phí tổn thất mất mát tinh thần và chi phí trong quá trình đi tìm lại con. Ông Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Y tế xác nhận Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành xem xét trách nhiệm cá nhân của hai nữ hộ sinh và cá nhân tập thể liên quan khác để đưa ra hình thức kỷ luật. Sự việc này cũng đã được Sở Y tế báo cáo về Bộ Y tế. Bước vào năm 2016, một số quy định mới về xử phạt nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được áp dụng đã góp phần hạn chế tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị cố tình chây ỳ, không hợp tác với các cơ quan chức năng. Công ty cổ phần xây dựng Hút 401 là một trong rất nhiều doanh nghiệp xây dựng hiện đang nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Do hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị gặp khó khăn, nên doanh nghiệp này liên tục nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ năm 2012 đến nay. Sau khi trả các khoản nợ cũ, đến tháng 6 năm 2016, tổng số tiền nợ của đơn vị này là trên 650 triệu đồng. Đại diện đơn vị cho biết, từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, cơ quan bảo hiểm xã hội đã áp dụng quy định tính lãi tăng gấp đôi đối với các khoản nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đây là một chế tài mạnh khiến cho đơn vị đang phải cân đối chi tiêu để thanh toán các khoản nợ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời gian tới, đồng thời giải quyết các chế độ tồn đọng cho người lao động trong thời gian qua. Chúng tôi là sẽ thứ nhất là tập trung thanh quyết toán thu hồi vốn các công trình còn nợ của công ty để trang trải các cái công nợ cũng như là việc thanh toán tiền lương và bảo hiểm xã hội cho cán bộ công viên. Mặt khác, tích cực tập trung các nguồn lực đẩy mạnh tiến độ thi công các công trình đã ký hợp đồng trong năm 2016 để tạo việc làm và tăng doanh thu cũng như là giải quyết dứt điểm các cái vấn đề về tiền lương và nợ bảo hiểm xã hội. Từ đầu năm 2016 đến nay, sau khi áp dụng các chế tài mới như tăng cường công tác thanh kiểm tra, tăng mức xử phạt đối với đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội và áp dụng tính lãi chậm nộp cao gấp đôi so với trước đây, việc thực thi nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội và trả các khoản nợ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở các đơn vị doanh nghiệp đã có những chuyển biến tích cực hơn. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều đơn vị không chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, tìm đủ các lý do để biện minh cho việc nợ đọng bảo hiểm xã hội, thậm chí là chây ỳ, trốn tránh nghĩa vụ của mình. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt ở công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thiết bị chiếu sáng Thanh Hóa.
Theo cơ quan bảo hiểm xã hội thì đơn vị này đã nợ đọng bảo hiểm xã hội lên đến 13 tháng. Tuy nhiên thì cán bộ bảo hiểm xã hội sau nhiều lần liên lạc với chủ đơn vị thì liên tục bị từ chối và không giải quyết bất kỳ một cái khoản nợ bảo hiểm xã hội nào cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Hiện nay không chỉ các doanh nghiệp tư nhân nợ đọng bảo hiểm xã hội mà không ít các đơn vị hành chính sự nghiệp cũng nợ đọng bảo hiểm xã hội. Điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng cần tăng cường hơn nữa các biện pháp kiểm tra, xử phạt các đơn vị nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhất là đối với các đơn vị cố tình chây ì, dây dưa nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với số tiền lớn, thời gian nợ kéo dài.